là khi mà Phúc mời khách mời thì chắc chắn trong đầu của Phúc vẫn muốn là có nhóm 1088. Và dĩ nhiên là mong muốn của mình là mong muốn, còn để xảy ra được hay không thì nó phải cần rất là nhiều yếu tố, là bởi vì các anh bây giờ ai cũng có sự nghiệp riêng, và để kết hợp lại thì nó hơi khó ở một chỗ là ví dụ có 3 người thì cái kết hợp của 3 người nó dễ hơn là kết hợp của 5 người, và bây giờ lại có 2 anh thì lại ở nước ngoài và đã có công việc sự nghiệp ổn định, nên là cũng rất là khó tham gia. Và Phúc muốn mời tham gia thì mời cả nhóm 1088 thì nó vẫn là mang một cái ý nghĩa hơn là mời từng thành viên. Nên là dĩ nhiên là trong live show kỳ này của Phúc sẽ không có sự tái hợp của nhóm 1088 như tất cả các vị khán giả mong đợi. Nhưng mà đặc biệt ở trong live show kỳ này thì Phúc nghĩ là những gì mà mình đã ấp ủ, giống như là anh Huy mong muốn Ương Hoàng Phúc tổ chức một live show là Ương Hoàng Phúc được thể hiện hết tất cả những gì Ương Hoàng Phúc có thể trên sân khấu, và trên sân khấu đó âm thanh ánh sáng chỉ dành cho Ương Hoàng Phúc thôi, thì Phúc nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất mà Phúc muốn chia sẻ hết những tâm tư, tình cảm, những gì mình đã trải qua trong sự nghiệp 18 năm ca hát của mình được kể thành một câu chuyện ở trên sân khấu, và chỉ riêng Ương Hoàng Phúc.